Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề rất là quan trọng là chủ đề trung bình giá. Nếu mà các bạn tham gia thị trường chứng khoán hay là thị trường crypto ấy thì các bạn nên phải hiểu cái chủ đề này. Thì đầu tiên để đi vào chương trình hôm nay mình sẽ nói sơ về thị trường. Đây là thị trường Bitcoin các bạn nhé. Bitcoin tăng rất là mạnh hôm nay, đã vượt qua cái ngưỡng 50.000 đô. Ether thì cũng tăng rất là mạnh, bây giờ đã trên 1.600 rồi. Đấy thì hầu hết các coin đều tăng các bạn. BNB cũng tăng này, 240 rồi này. ADA thì chưa tăng trưởng nhiều, đó thì tăng cao này, cũng năm trên 5%. Đồng Linh cũng như thế. Thì mình vào biểu đồ Bitcoin đi để xem. Để mình phóng to lên một tí. Đấy, hôm nay tăng trưởng rất là mạnh các bạn nhé. Nó đã từ cái này này là 47.000. Từ cái điểm này là 47.000 mà tăng lên vượt qua mức 50.000 luôn, là tăng thêm 3.000 các bạn. Đấy, nó đang điều chỉnh xuống một tí này. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng là tuần sau là nó có thể lên được mức này, mức trên 52.000 này. Đấy. Và tuần sau nữa là trên mức này là 54.000. Đấy. Nó đang trong giai đoạn hồi phục. Ok, thì hôm để quay lại với chủ đề hôm nay là mình nói về cái gì nhỉ? Trung bình giá. Đây, đây là định nghĩa trung bình giá các bạn nhé. Tiếng Anh nó gọi là dollar cost averaging. Chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư. Chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư hay chiến thuật bình quân giá chi phí đô la là một chiến thuật đầu tư đơn giản, hữu ích với chi phí đầu tư thấp và nó làm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có vốn đầu tư hạn chế. Đấy, cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ các bạn nhé, là những nhà đầu tư như mình và bạn, rất vốn rất là ít, ví dụ như chỉ có 1.000 đô chẳng hạn, có khi là 100 đô chẳng hạn. Đấy, mình bắt đầu đầu tư chỉ với 100 đô thôi. Đấy, rất là nhỏ, vốn rất là ít. Đấy thì mình sẽ đầu tư như thế nào? Ok, mình sẽ lấy ví dụ nhé. Ví dụ trung bình giá nhé. Để mình Google xem trung bình giá. Trung này, bình giá là gì này? Xem có ví dụ nào này, đơn giản dễ hiểu này. Ta ví dụ này đi, cho đơn giản dễ hiểu. Đây, đây bạn. Có nghĩa là mình sẽ mua, mình sẽ có một số vốn, ví dụ mình có 100 đô chẳng hạn. Thì mình chia số vốn ra là nhiều nhiều phần nhỏ. Ví dụ mình sẽ chia ra 10 lần chẳng hạn, là mỗi lần là mình sẽ có 10 đô. Thì mình sẽ chia đều ra hàng tháng mình sẽ mua. Ví dụ mình mua tháng này mình mua 10 đô này, tháng sau mình mua 10 đô, tháng sau nữa mua 10 đô, mua 10 đô coi như thế vậy. Thì nó sẽ ra một cái giá trung bình là như thế này. Đấy. Là nó không quá cao, ngay cả bạn mua khi mà nó lên đỉnh. Đấy thì lên đỉnh mình mua xuống xuống mình cũng mua 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 liên tục thì nó ra một cái giá trung bình rất là thấp. Hợp lý chưa? Rất là hay. Mình sẽ sử dụng cái chiến thuật này hầu hết trong những cái coin mình đang nắm giữ. Đấy. Thì mình cứ trung bình giá, mua 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 khi mà giá nó rơi, mua 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 mua. Đấy. Mình lấy một ví dụ đơn giản như là để mình vào portfolio của mình nhé. Những cái coin mà mình trung bình giá nhiều nhất là ví dụ Cardano, đồng BNB. Đấy là hai đồng mình trung bình giá nhiều nhất. Đấy. Thì ví dụ như là mình qua mình xem đồng đồng Cardano đi. Mình mới vừa mua thêm này. Đấy. Đó là ví dụ nó ở dưới này mình mua này. Nó lên này cũng mua này, mua 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 kiểu thế. Thì cái giá trung bình nó là thấp, nó đều đều ở đây đây.
Mình lấy ví dụ như là để mình bật cái ví tra tài liệu này. Đây, bật cái ví này lên. Rồi bây giờ mình quay lại đây. Đấy, đấy gọi là chiến thuật trung bình giá. Thì mình khi cả mình mua lúc nó lên đỉnh ấy, mình cũng không có sợ, không bị kiểu như là mệt mỏi, tại vì nó xuống đây mình lại mua tiếp. Đấy, nên bạn luôn luôn phải đầu tư một lượng nhỏ thôi, chia đều ra, ví dụ 10 đô, 10 đô một, 10 đô một. Ví dụ mình mới vừa làm video mình mua đồng Cardano này, mình mua 30 đô chẳng hạn. Đấy, nó lên thì mình không mua nữa, nhưng mà nó lại rơi xuống để mình mua thêm tiếp. Đó. Mình cứ mua từ từ như vậy, không không phải nóng vội các bạn, cứ trung bình giá. Đó. Thì bây giờ mình đã trung bình giá rất là nhiều, mình nắm giữ rất là nhiều đồng mà Cardano. Đó. Các bạn thấy giờ mình Cardano là cái đồng mình nắm giữ nhiều nhất, mình có 703 đồng luôn, rất là nhiều. Target của mình là phải cố gắng kiếm 1.000 đồng này, 1.000 đợt Cardano. Vì cái đồng này mình nghĩ là nó sẽ gấp 3 đến đến 5 lần nữa. Thì ví dụ mình có 1.000 Cardano thì mình có thể nhân lên 5 chẳng hạn, là mình có 5.000 rồi, đúng không? Rất là đơn giản. Đấy, đấy là chiến thuật trung bình giá mà mình nghĩ là những bạn nào đầu tư ấy, thì nên hiểu rõ về chiến thuật này. Và cái chiến thuật này mình sẽ đánh lâu dài. Đấy, mình có thể đánh đồng, những cái đồng nào mà bạn thấy là nó đã lâu dài rồi á, ví dụ đồng Bitcoin nha. Mình bật lên. Mình bật lên cái chữ nhỏ lại cho các bạn thấy rõ. Ví dụ ngay cả bạn mua năm 2017 này, nó lại trên đỉnh này là bao nhiêu đô? Khoảng 20.000 đô nhá. Xong rồi khi mà nó rơi xuống bạn mua tiếp. Nó rơi xuống chẳng 10.000 chẳng hạn, bạn mua tiếp. Bạn cứ mua thế. Đấy, mỗi tháng mà bạn bỏ ra khoảng 10 đô thôi, mua. Mua 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 liên tục thì cái giá trung bình của bạn thấp lắm, chỉ khoảng 8.000 này, đúng không? 8.000 khi mà giá nó hồi phục lại lên lại là bạn hốt bạc chẳng hạn. Ví dụ giá trung bình là 8.000 chẳng hạn, thì đo là nó tăng trưởng bao nhiêu. 8.000 đây, ví dụ đây nhá, cái đỉnh 10 vàng này là đường trung bình giá này. Đấy, bạn đo lên là tăng lên bao nhiêu, tăng lên 557%, có thể gấp 5 lần rồi đó các bạn. Các bạn bỏ ra 1.000 đô là bạn có 5.000 rồi, đơn giản chưa? Có mình không bao giờ mình thua lỗ khi mà mình bung trung bình giá hết, ngay cả bạn mua vào sai thời điểm là ở trên đỉnh này luôn. Đấy, nên cái chiến thuật này rất là tuyệt vời, không bao giờ mình sợ mất tiền hay là thua lỗ. Đấy. Hay là ngay cả cái sàn Ghost này chẳng hạn. Lúc mình vào là mình đang đang đu đỉnh các bạn, mình cho các bạn xem nhé. Ghost Finance này, giá này. Giá là đây, lúc mình vào ấy là cái đồng này nó đang khoảng 150 đô các bạn. Xong mình thấy nó rơi xuống là mình mua thêm. Nó rơi xuống khoảng 140 đô chẳng hạn là mình mua thêm này. Xong rồi. Xong lúc này mình không có tiền, mình không mua, nhưng mà khi nó rơi xuống khoảng 50 đô là mình lại mua thêm. Đấy, thì ví dụ mình lấy trung bình giá của cái sàn này là bao nhiêu? Ví dụ như là mình 50 đô này. Mình cộng lại xem là giá trung bình của cái trứng này mình bao nhiêu. Ví dụ như là 150 đô này nhá. Xong là lúc nó rơi xuống mình lại mua tiếp 140 đô đi. Xong nó rơi xuống tiếp mình mua tiếp 50 đô. Đấy, thì là 350 này. Xong rồi mình lấy cái này mình đi chia cho 3 đi. Là giá trung bình mình là 113 đô chẳng hạn. Đấy, có là trung bình giá thấp nó sẽ giảm cái tiền mình đầu tư vào. Đấy. Ví dụ bây giờ nó lên lại
trên cái mức 100 đô là mình lời rồi, bắt đầu mình có lời rồi, chẳng hạn như thế. Đó, đấy là cái chiến thuật rung mình giá, nên mình sẽ không bị, ngay cả mình vào sai thời điểm nhưng những cái đồng này mình vẫn lời. Đó. Đấy là chiến thuật rung mình giá, là một trong những chiến thuật mà mình sẽ sử dụng rất là nhiều trong tất cả các sàn, trong tất cả những cái đồng mà mình nắm giữ. Đây nhá, bây giờ mình xem cái này là cái biểu đồ của Bitcoin ngay từ từ năm 2010 các bạn. Rẻ và đáy chưa? Đấy, nó mà nó tăng dần lên. Đây là năm 2013 này là 1.000 đô này. Đấy, ngay cả bạn mua trên đỉnh này năm 2013, xong rồi bạn trung bình giá bạn mua nó xuống này, bạn mua này, bạn mua này, mua mua đến đến năm 2017 khi nó lên lại. Nó lên lại là 2.000 đô là bạn hốt bạc, 20.000 đô là con hốt bạc rồi. Đấy, nên cái chiến thuật trung bình giá là luôn 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 thắng, không bao giờ lỗ các bạn. Ừ. Đây này, nó lên đỉnh này, các bạn thấy chưa? Ngay bạn các bạn mua đỉnh năm 2017 xong bạn trung bình giá, khi mà nó quay lại là bạn vẫn thắng. Đấy, thì ví dụ như là mình chẳng hạn, mình sẽ cố gắng nắm giữ thêm tiền mặt các bạn. Có sau khi mà cái chu kỳ này tới kết thúc ấy, mình sẽ bán bớt những cái coin này đi. Mình sẽ đổi qua tiền là khoảng 60% là tiền mặt. Để làm chi? Ví dụ nó lên đến đỉnh đúng không? Mình bán bớt đi. Mình đổi thành tiền mà chỉ giữ khoảng 40% coin thôi. Để mình giữ tiền mặt để khi mà nó xuống lại mình sẽ mua thêm. Mua này, mua này, mua này, mua này. Để khi mà chu kỳ mới quay lại ấy, là mình hốt bạc. Các bạn thấy hợp lý chưa? Đấy, có là mình sẽ giữ nắm giữ là khoảng 60% là tiền mặt sau cái chu kỳ này. Đấy. Còn hiện giờ thì nó đang trong giai đoạn mình nghĩ là bây giờ Bitcoin đang ở đây. Đấy. Nó mới điều chỉnh được một lần này, hai lần này, lần thứ hai này, mình nghĩ là nó đang ở đây chứ. Nó còn một lần này, hai lần này, tăng trưởng nữa để lên đỉnh. Đấy. Ok, thì mình nghĩ là à, để mình cho các bạn xem cái này. Đây là đồng ADA. Đồng Cardano. Ví dụ mình trong mình giá này mình mua 100 đồng này. 158 đồng này. Đấy, mình cứ mua từ từ thế thôi. Khi mà giá nó xuống là mình mua thêm đấy. Mình cứ mua từ từ. Xong sau khoảng 1-2 tháng là tự nhiên mình có đóng đồng Cardano luôn. Đây. Sau khoảng chưa được 2 tháng các bạn. Mình đã có 700 đồng Cardano rồi. Đấy, đấy là cách mình chiến thuật mình sử dụng để đánh những cái đồng lớn. Ví dụ như đồng Ethereum này mình cũng cũng trung bình giá này. Hầu hết những đồng lớn mình sẽ trung bình giá. Như vậy. Còn những cái đồng mà pha mình sẽ đánh nhanh thứ nhanh thôi. Đấy, thì nó lại khác. Thì mình sẽ làm video nó rõ là những chiến dịch tùy những đồng như thế nào mình sẽ đánh khác nhau. Ừ. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn.